Đấng Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh anh thấy ai ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền quay. Quan ai thế âm cứu cò đỏ lành hệ Ngài nghe tiếng ưng chánh tới liền. Dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh Ngài làm từng khói ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh Ngài cũng quang. Vô lượng kiếp ta bà thế giới Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha diệu thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bì dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thạch nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo Ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra Quan Thế Âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi Ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo đồ thai miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen Ngài oai thần linh hiện không hai tâm thanh cứu khổ chẳng nài công phu nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là tùy ý muốn chi Ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu văn cấm kỳ độ cho
cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, hai bớt chúng sanh đưa tới lạng ban, chính từng sen bao đài vàng. Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thơi, từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Diệu pháp liên hoa kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Nhị Thời Vô Tận Y Bồ Tát, Tân Tùng Tòa Khởi Thiên Đáng Hữu Kiên, hiệp trường ứng Phán Nhĩ Ta Thì Ngôn Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát Di Hà Nhân Duyên Danh Quán Thế Phần Cao Vô Tận Ý Bồ Tát Thiền Nam Thư. Nhờ vô lượng ba thế quang chúng sanh thọ chư khổ não văn, thì Quan Thế Âm Bồ Tát nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tấn thời quang kỳ âm tinh nhi đăng giải thoát. Như trì thì Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thiên nhâm đại hoa hoa bất năng thiếu do, thì Bồ Tát ngoài thân lưng có nhượng vị đà phi trở phiêu xưng kỳ danh hiệu thân đắc thiên sứ, nhường hưu ba thiên hoàng ưng chúng sanh vì cầu kiềm ngân lưu ly. Xa cơ mà não sáng ngô văn trăng cháu đang bao nhầm ư đại hải, và sư hắc phong suy kỳ thuyền phương phiêu đòa la xa quế quân kỳ trung nhượng hữu này chỉ nhân nhân. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh nhà thì chư nhân đặng giai đăng giải thoáng là phụng hữu nhân lâm đương bị hành. Xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh già sợ bị sơ chấm đạo trường tâm đoàn đoàn hoài nhi đăng giải thoát, như tam thiên đại thiên quân đồ mạng trung già xóa la sang. Dùng lại nào nhân văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia thì chư á quỷ thường bất năng dĩ án nhạc thì chi huống phục gia hai thiên phùng hữu nhân nhượng hữu tội. Nhờ vô tội nữ giới gia toa kim hề kỳ thân xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh gia giải tăng đoàn hoài tức đắc giải thoát.
Như tam thiên đại thiên quân đô mang trung hoang tàng hữu nhất thương chú tương chư thương nhân thể trì trọng bào kinh qua hiếm lộ kỳ trung nhất nhân tàng thị xương ngôn. Chư thiên nam tứ vân đa khung bố như đắng ưng đương nhất tâm sừng quang thế âm bồ tát danh hiệu thì bồ tát năng dị vô ý thế ư chúng sanh như đắng như sừng danh già ư tứ oán tạc đương đăng giải thoát. Chúng thường nhân vẫn có phá thân ngôn nam mô quan thế âm bồ tát xưng kỳ danh cô tân đắng giải thoát vô tận y quan thế âm bồ tát ma ha tăng. Hoài thần chi lực nguy nguy như thế nhược hư chúng sanh đã hư dâm vô thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly dục nhược đa sân nhuế thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tường đắng ly sân nhược đa ngũ si thường niệm cung kinh quán thế âm bồ tát tiền đắng ly si vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thì đắng đại hoài thần lực đa sơ nhiều ích thế có chúng sanh thường ứng tâm niệm nhường ưu nữ nhân thiên dụng cầu nam lễ bái cúng dường quang thế âm bồ tát tiền sanh phương đứng trí huệ chi nam thiên dụng cầu nữ tiền sanh đoán chánh ưu tướng chi nữ tung thần đức bốn chúng nhân ai kinh vô tận y quán thế âm bồ tát hữu như thị lực nhường hữu chúng sanh cùng kinh lễ bái quán thế âm bồ tát phước bấn đường quyền thì có chúng sanh giai ưng thọ trì quán thế âm bồ tát danh hiệu vô tận y nhường hữu nhân thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa bồ tát danh từ phổ thân hình cung dường âm thân ý vong hòa cố ý dược ư nhớ ý vấn hà thị thiên nam tứ thiền nữ nhân công đức đa phú vô tận ý ngôn thầm đa thế tôn phật ngôn nhược phong hữu nhân lắm đương thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu này chí nhân thời lệ bái cúng dường thì nhị nhân phước chánh đắng vô dị ư bá thiên vàng ưng kim bấn ca cùng tăng vô tận ý thọ trì quan thế âm bồ tát danh hiệu đắc như thì vô lượng vô biên phước đức chi lời vô tận y vô tán bánh phần ngôn thế tôn quan thế âm bồ tát văn hà vô thứ ta bà lợi giới văn hà nhi vị chúng sanh phía pháp phương tiền chi lực kỳ sự văn hà phần cáo vô tận y bồ tát thiên nam tử như hứa quan độ chúng sanh ứng vì phật thân đăng độ gia quán thế âm bồ tát tấn hiện phần thân nhi vì thuyết pháp ứng vì bích chi phật thân đăng độ gia tấn hiện bích chi phật thân nhi vì thuyết pháp ứng vì thanh văn thân đăng độ gia tấn hiện thanh văn thân nhi vì thuyết pháp ứng vì phạm vương thân đăng độ gia tấn hiện phạm vương thân nhi vì thuyết pháp ứng vì đế thích thân đăng độ gia tấn hiện đế thích thân nhi
tức hiền từ tài thiên thần nhi vị thuyết pháp ưng di đại từ tài thiên thần đấng độ giam tức hiền đại từ tài thiên thần nhi vị thuyết pháp ưng di thiên đại tướng quân thần đấng độ gia tức hiền thiên đại tướng quân thần nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ sa môn thần đấng độ tân hiền tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tiểu vương thân đấng độ gia tân hiền tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp ưng di trưởng gia thân đấng độ gia tân hiền trưởng gia thân nhi vị thuyết pháp ưng di cư sĩ thân đấng độ gia tân hiền cư sĩ thân nhi vị thân đắc đồ già từng hiện tế quán thân nhi vị thuyết pháp ưng di bà la môn thân đắc đồ già từng hiện bà la môn thân nhi vị thuyết pháp ưng di tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di thân đắc đồ già từng hiện bà la môn phụ nữ thân đăng độ giam từng hiền phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di đồng nam đồng nữ thân đăng độ gia từng hiền đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp ưng di thiên long gia xoa càng tăng bàm a tu la ca lầu la khấn na la pháp mừng di chấp kim cang thần đăng đồ gia tân hiền chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp phò tận ý thì vẫn thế âm bồ tát thành từ nhờ thế công đa di chúng chúng hình dù chư quốc đồ đồ thoát chúng sanh thì có như đằng ưng đương như cái tâm cúng dường quán thế âm bồ tát thì quán thế âm bồ tát ma ha tát ư bồ uy cấp nàng chi trung năng thi vô uy thì cổ thư ta bà thế giới giai hiệu chi bi thi vô uy giảm vô tận y bồ tát bành phật ngôn thế tôn ngà kim đương cúng dường quán thế ta tức giải cảnh chúng bảo châu anh là gia trì bá thiên lương kim nhi dị dự chi tán thi ngôn nhân già thọ thơ phẩm thi trang bảo anh là tài quan thế âm bồ tát bất khăn thọ chi bồ tát ý phụng bạch quan thế âm bồ tát ngôn nhân già mừng nga đắng có thọ thứ làm như thời phàm ca quán thế âm bồ tát đương mừng thư vô tận ý bồ tát cầm từ chúng thiên long và xoa càng thắng bà tu la ca la hoa la khấn na la ma hầu la già nhân vi nhân đẳng có thọ thử anh là tức thời quan thế âm bồ tát mừng chư tư chúng cầm ư thiên long nhân phi nhân đắng thọ kỳ anh làng phân ta nhị phân nhân phân phong thinh ca mâu ni phật nhờ phân phụng đa ba phần tháp vô tận y quan thế âm bồ tát hữu như thì từ tài thần lực du ư ta bà thế giới
Nhị thời Bồ Tát Nghe Bồ Tát Di Kệ Văn Vê Thế Tôn Diệu Tướng Cụ Ngã Kim Trùng Vân Bí Phần Tứ Hài Nhân Duyên Danh Vĩ Quán Thế Âm Cụ Túc Diệu Tướng Tôn Kệ Đàm Bồ Tát Nghe Như Thánh Quang Âm Hành Thiện Ứng Chư Phương Sa Hoàng Thề Thăm Như Ái Linh Kim Bất Tư Nghị Thị Đa Thiện Ứng Phân Phan Đại Thánh Tịnh Nguyện Ngà Vì Như Lừa Thuyết Văn Danh Cầm Kiến Thân Tâm Niệm Bất Không Quá Năng Diệt Chư Hư Khổ Gia Sứ Hưng Hài Ý Thôi Làng Đại Hoa Khanh Niệm Bi Quán Âm Lờ Hóa Khanh Biên Thành Trì Hoàng Phiêu Lưu Cự Hải Long Ngư Chư Quý Nàng Niệm Bi Quán Âm Lực Ba Làng Bân Năng Một Hoàng Tài Thu Di Phong Vì nhận sơ thôi đoà niệm bí quan âm lần như nhận hư không trơ hòa bi án nhân trục đoà là kim cang sơn niệm bí quan âm lần bất năng tồn nhân mau Hoàng kỳ oan tăng nhiễu ca trăm đao gia hài niệm bí quan âm lần hàm tấn khơi tự tâm hoàng tàu vương nàng khổ lâm hình dùng thọ chung niệm bí quan âm lần Đào tầm đoàn đoàn hoài hoàng tu cấm gia toa thu túc bị nữ giới niệm bí quan âm lờ thích nhiên đắng dài thoa chú trớ chư độc vừa sợ dục hai thân giam Niệm bi quán âm lờ hoàng trước ư bọn nhân hoàng ngộ án la xá đồng long chư quỷ đằng niệm bi quán âm lần thời tăng bất cảm hai nhược an thú vi nhiều lời nhà trao tha bôn Niệm bi quán âm lờ tàu tấu vô biên phương hoang xa cầm phục ý khí đồng yên hóa nhiên niệm bi quán âm lờ tầm thanh từ hồi cứ vân lôi cô xiết điện Giang bà chư đại vô niệm bi quán âm lớn ưng thời đặng tiêu tan chúng sanh bị khổng anh vô lượng khổ bức thân quán âm diệu trí lần năng cứu thế gian cô cụ túc thần thông lần Hoàng thù tri vương tiền thăm phương chư quân đồ vô sa băng hiền thần chúng chung chư án thú điền ung quy súng sanh sanh là bình tư có gì tìm tất linh diền Chân quán thanh tình quán quán đại trí huệ quán bi quán cầm từ quán thường nguyên thường chìm ngưỡng vô cấu thanh tình quán huệ nhập phá chư ám năng phùng tai phong hòa phổ minh chiếu thế gian Vì thế giới lời chân từ diệu đại vân chú cam lộ phạm vô diệt trừ phiền não dìm tranh tùng kinh quang sư bố quý quân trần trung niệm bi quang âm lực chung oan tân thôi tăng Diệu âm quang thế âm phạm âm hai triệu âm thăng bi thế gian âm thế cô tu thường niệm 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 và sanh nghi quán thế âm tình thanh ư khổ nào tự anh Năng vì tăng y hộ của những thế công đơn tự nhàn thì chúng sanh phước tu hại vô lượng thì cố ứng đánh lèn Nhi thời trì đi Bồ Tát Tơ Tông tòa khởi tiền bàn Phật ngôn thế tôn như hư chúng sanh văn thì quán thế âm Bồ Tát phẩm từ tại chi nghiệp phổ môn thì hiện thân thông lực giam Đường trì thi nhãn không đứng ba theo và thuế thì phổ môn phân thời chúng trung bát vàng tứ thiên chúng sanh dài pha vô đẳng đẳng a nậu đà la tam miêu tam bồ đề tâm Diệu
pháp liên hoa kinh quán thế âm bồ tát phổ môn phạm chân ngôn viên an đa rì đống đa rì đống đốt đa rì ta bà hán đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà hán đa rì đống đa rì đống đông đa rì ta bà ha lùng từ đại minh chân ngôn án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng án ma ni ba chi hồng ăn ma ni ba di 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 hồng bác di hồng án ma ni 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 bác di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma ni bán di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng bạn di hồng ăn ma ni bạn di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bác di hồng ăn ma ni bạn di hồng ăn ma ni bác 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 di hồng ăn ma ni ba 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 di hồng ăn ma
ma ni Phật di ông ăn 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 ma ni Phật di vì hồng ăn mà ni ba di 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 hồng quá đại sĩ Phó Hiệu Biến Thông ấy thầm nhi đại nguyện thế hoàng thâm mà có hai phim tự phong Phổ Thế Tâm Dung xa xa hiện vô cùng ấy Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quang
Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ma Ha Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Ba Nhã Ba La Mật Đa. Thời chiều kiên ngô ứng giai không độ những thế khổ ánh xa lợi tư sanh bấn gì không không bấn gì sanh. Sang từ thì không không tương thì sang thọ tương hành thân về phụng như thì xá lời từ thì chữ phá không tương bớ sanh bằng gì bằng cơ bất tình bằng tăng bằng giam thì cố không trung vô sáng vô toàn. Tương hành thơ vô nhang nhị tí thì thân ý vô sa thịnh hương vì sông phá vô nhang giới này chỉ vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh tầng này chỉ vô lào từ diệt vô lâm. Từ tầng vô vô tâm di đà vô tri di vô đăng di vô sơ đăng cô bồ đề tăng đoạn cưu canh niến bàn tam thế chư phật. Ê mạng nhà ba la mạng đa cố đăng na nào đa la tam miêu tam bồ đề cô tri mạng nhà ba la mạng đa thi đại thân chú thì đại minh chú thì vô thương chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thiết cô chân thiền bẩn hương. Cô thuyền mang nhà ba la mừng đa chú thân thuyền chú viên yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng yên đế y đế ba la y đế ba la tăng y đế bồ đề tăng bà hăng. Nam mô a di đà bà gia đa tha gia đa gia đà điên gia tha di ri đô bà tỳ a di ri đa tấn đam bà tỳ a di ri đa tỳ ca lăng đê a di ri đa tỳ ca lăng đê gia di ni gia gia na chi đa ca lệ
ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha di đi đô bà tiền a di đi đa tha nam bà tiền a di đi đa tỳ ca lan đa a di đi đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điện già tha a di đi đô bà tiền a di đi đa tha nam bà tiền a di đi đa tỳ ca lan đa tỳ ca lan đa già di ni già già na chi đa ca lê ta bà ha a di đà phật thân kim sang ngay tướng hạ quang minh vô đẳng luân ngay bành hạ uyên kiến ngũ tu di cam mô trấn âm linh đăng bi ngàn ngày nam mô tây phương cần là thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà
Vào trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm tân khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng quan vô lượng kiếp ta bà thế thanh ấy chính là chỉ cả sau cùng tu chứng quả văn thù và diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiện chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tuổi nhỏ trí có ai bị
lòng bổ đạo quyết thầy đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, ai mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành, tai động hương tính Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây lam che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài. Dưới bề ngọc chia hai sớm tối, ơi chào hai bên không lối đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thằng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tại, khắp tam thiên qua lại vào chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiên thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Miền Nam hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phó môn thì hiền, đức Như Lai thuật chuyển khen ngài. Oai thần linh hiền không hai, tâm thanh chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cũng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu giáng cấm kỳ độ cho. Nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đốt nén tâm hương. Ai vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền, những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy. Đức Như Lai truyền dạy không sai, ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời, bớt chúng sanh đưa tới làng ban. Chính từng sen bao đài vàng, Di Đà Thọ Ký rõ ràng thánh thời. Từ bi cơ khổ độ đời, tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, nam mô đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phụng kinh công đức thù thân hành vô biên thắng phước giải hồi hướng ai vô nguyện phạm giới chư chúng người sanh tông vạn vô lượng quang phần sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ cho minh liễu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thượng hành bồ tát đạo ai nguyện sanh tây phương tịnh độ trung mà cứu hoa cài kiến Phật ngộ vô sanh bất thối Bồ Tát vi bằng lữ nguyện gì thư công đức an phổ cầm những thế ngã đặng giữa chúng sanh giai công thành người Phật đạo từ những thiên